Hiện nay có rất là nhiều bạn quan tâm đến ngành thiết kế thời trang nhưng mà đang phân vân không biết là chọn ngôi trường nào tại Singapore là phù hợp nhất. Thì trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về chuyên ngành này tại trường MDAS Singapore các bạn nhé. Và khoa thiết kế thời trang nhằm đáp ứng yêu cầu của ngành thời trang toàn cầu. Thì trường MDAS Singapore hiện đang cung cấp các khóa học cử nhân được liên kết với các trường đại học nổi tiếng như là Nottingham Trent của Anh Quốc. Và có hai lựa chọn cho chương trình học bao gồm thiết kế thời trang hoặc là xây dựng thương hiệu mà marketing thời trang dành cho những bạn không muốn làm nhà thiết kế nhưng muốn làm việc trong lĩnh vực thời trang. Thì được thành lập vào năm 1956, Học viện Quản lý Singapore MDAS, trường phi lợi nhuận lâu đời nhất Singapore, hiện là nơi học tập của sinh viên Singapore và quốc tế đến từ 82 quốc gia. Thì trường không ngừng mở rộng quy mô, đầu tư thêm trang thiết bị để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của sinh viên. Ngoài hai khu học xá tại Singapore, MDAS còn có các cái cơ sở khác như là Tashkent, Uzbekistan và MDAS Campus tại Malaysia. Thì khu ký túc xá 15 tầng trong khuôn viên Học viện MDAS, trường luôn được tin tưởng với chất lượng đào tạo cao và chuyên nghiệp với sự lựa chọn đa dạng bao gồm ngành kinh doanh và quản trị, kỹ thuật, thiết kế thời trang, công nghệ thông tin, khoa học sức khỏe và đời sống, truyền thông đại chúng, tâm lý học, du lịch và quản trị khách sạn. Các chương trình đào tạo này được liên kết và cấp bằng bởi các trường đại học danh tiếng của Úc, Pháp, Anh Quốc và Mỹ. Bên cạnh đó, khoa tiếng Anh gồm có 5 cấp độ từ cơ bản đến nâng cao nhằm đảm bảo cho sinh viên được trang bị đầy đủ các kỹ năng tiếng Anh cần thiết trước khi bước vào khóa chính. Và khu học xá MDAS có các lớp học, giảng đường với trang thiết bị hiện đại tiêu chuẩn quốc tế, với ký túc xá ngay trong khuôn viên nhà trường, trung tâm thực hành về khoa học y sinh, các phòng thực hành vi tính, đào tạo du lịch và khách sạn, trung tâm truyền hình phát thanh, các phòng thực hành cho ngành kỹ thuật, trung tâm thực hành về thiết kế thời trang hay các trang thiết bị thể dục thể thao như là phòng gym, sân chơi cầu lông. Khu học xá còn có sân khấu trong nhà và sân khấu lớn ngoài trời, nơi tổ chức biểu diễn những cái nghệ thuật và các sự kiện. Thì ngoài ngành thiết kế thời trang, trường MDAS còn đào tạo rất là nhiều chuyên ngành khác để cho các bạn lựa chọn. Ngoài chuyên ngành thiết kế thời trang thì MDAS còn đào tạo rất là nhiều chuyên ngành từ cao đẳng cho đến đại học, thạc sĩ để cho các bạn tha hồ mà lựa chọn tùy theo sở thích của mỗi học sinh. Thì sinh viên học tại MDAS sẽ được tham gia rất là nhiều các hoạt động ngoại khóa như là câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ hip hop, hội sinh viên, các chuyến thăm trại dưỡng lão, người khuyết tật, đêm lửa trại cuối tuần tại bờ biển. Thì ngoài các dịch vụ hỗ trợ việc học tập, MDAS còn có bộ phận hỗ trợ việc làm giúp cho sinh viên trong việc tìm kiếm công việc thực tập và xin được việc làm sau khi tốt nghiệp. Trường cũng tổ chức những ngày hội việc làm mỗi năm 2 lần để sinh viên có cái cơ hội tiếp xúc với các công ty có nhu cầu tuyển dụng. Thì để chi tiết hơn về ngành thiết kế thời trang, học phí, điều kiện đầu vào, các bạn hãy liên hệ công ty Tân Đại Dương tại địa chỉ là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất và hai địa chỉ còn lại là tại quận 5 và Nha Trang. Chúng tôi không có văn phòng ở Hà Nội.